Chào tất cả anh em nha. Nay mình mới về đường cây đu bông lai 2 Maduro. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng không còn hộp nha, chỉ còn mỗi bật lửa thôi, nhưng mà còn rất là mới đẹp. Thì đẹp luôn, nước men còn sáng đẹp, không có trầy xước gì hết. Nên mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Đây này còn rất là đẹp, men rất là sáng đẹp, không có trầy xước nha. Có một dấu ấn nhẹ chỗ này nha, rất là nhẹ thôi nha, đây một dấu đây ha. Trên nắp nó bị một dấu rất là nhẹ chỗ này nữa. Rồi sẽ hai điểm đó thôi, nhưng mà cái vết này không biết là chủ chứng làm cấn hay là sao đang biết, nhưng mà giờ thì nó vẫn láng, nó không có nó có dấu hiệu dạng như là bị rớt xước nha, giờ nó rất là láng. Đi rất là đẹp, không có bị gì hết, rất là sáng đẹp. Dòng này thì nó là lửa đôi nha, lửa tay thỏ nha. Đôi lửa tay thỏ. Thì mở nhỏ thì nó gom lại nha. Lớn nên chúng mình nó xè ra hai lửa. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha, anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Em thì còn rất là đẹp, chỉ có cái đáng tiếc là nó không còn hộp thôi nha. Rồi kết thúc video tại đây, chào tạm biệt anh em.